Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lái online ở cái chặng đua này. Thì mình sẽ lái với một số anh em đó cận đi luôn rồi. Thì hôm nay những đối thủ của chúng ta thì đang rất là mạnh. Turn right. Turn right. Continue straight. Ta sẽ bật chân trong nước lên. Hiện tại trước mắt chúng ta là một cái thanh niên đang chạy rất là nhanh luôn. Chưa kịp review, chưa kịp giới thiệu luôn. Là anh em đã phóng lên rồi nhưng mà không sao. Mình sẽ cố gắng đạt tốc độ nhanh nhất cho anh em. Mình sẽ bật cái tốc độ thần tốc lên để mình vượt. Nói chung là ở cái trận này mình sẽ cố gắng mình giành top 1 nha anh em, top 1 nha. Đó, bạn này bạn chạy thì cũng nhanh nhưng mà không lại được cái vận tốc của mình đâu. Tiêu rồi, trời ơi, mới nốt thì xong còn 200 mấy km thôi anh em. Thì thanh niên nó chạy rất là nhanh luôn anh em thấy không, nhưng mà mình sẽ vượt lên thôi. Mình có 120 km lận cho nên là không xi nhê gì đó anh em thấy không. Được mắt thì bạn ấy tới một cái góc cua đó, cua này rồi. Exit right. Anh em thấy không, vượt mặt liền bạn bị vướng chỗ này, bị vướng cho nó, cho nên là rồi từ từ không có nổ, không có đó, làm sao bằng qua được mặt được mình nên thế nào. Để em quên để camera tốt này bị dính hả. Rồi tốc độ maximum 120 km. Hiện tại bạn đã mất tiêu rồi, mình không thấy luôn anh em. Mình nói top 1 là top 1 mà. Còn 160 km nữa thôi. Bây giờ thì tài xế đói bụng nhưng mà thôi, giờ đang đua mà đói bụng gì cho qua luôn nha. Đó, đi luôn. Mình không thấy bạn đó đâu rồi. Mình sẽ về đích. Mình thấy rồi thôi. Thấy bóng dáng của ai đó rồi. Đó. Xe chạy đang rất là phê luôn. Đây đông quá không có vượt lên được anh em, mình cố gắng từ từ để mình tiến kiếm cái đoạn đường thẳng đó, mình review cho anh em xem mấy cái bạn đã phía sau như thế nào nha. Hiện tại thì không thấy đâu. Chưa thấy luôn anh em. Kìa thấy rồi. Làm tấm hình đã. Kìa thấy rồi, tăng lên. tăng lên. Bạn đang chạy, mình đang chạy zigzag nè. Từ từ. Nó mất tiêu rồi. Nha. Xe bạn anh em thấy không, xe bạn đang dính bị dính người rồi. Đây là một cái cảnh tượng rất là phi lý. Sorry bạn nha, nói chung là cũng không muốn để bạn vậy đâu nhưng mà tới luôn anh em ơi, tới luôn nha. Các bạn đâu mất tiêu rồi. Trời, bạn đi đường đổ xăng. Ok. Ủa thì ra nãy giờ bạn đặng số đổ xăng hả? Ok, đổ xăng thì mình sẽ chơi thêm cuộc đua xăng đó. Hiện tại thì mình còn đang cấp 1 sao anh em ơi. Còn đang đua xe mà đổ xăng các bạn. Ok, lên. Hiện tại cái đam của mình cũng rất là mạnh luôn. Không biết là các bạn thì bạn đổ xăng hay là bạn lên đã vượt lên rồi. Nãy mình bạn review cái cảnh ngược lại cho nên là mình không có để ý là bạn chạy đâu, nhưng mà theo mình thấy trên camera radar thì bạn chưa có đi xa nha anh em. Và mình thấy bạn mất tiêu rồi. Exit right. Mình định là mình quay xe lại mình chụp hình anh em, chứ không phải là mình cản đường đâu. Nếu mà anh em nào xem video này thì anh em cũng thông cảm nha, không phải mình cản đường đâu. Nếu mình cản đường thì mình sẽ cản kiểu khác, thì vô tình là mình bị vướng và nó bị lộn nhào đầu. À, thấy rồi. Hai bạn đang phía sau anh em. Thì hai bạn đang đạt vận tốc khá là nhanh luôn, nên là mình sẽ cố gắng chạy tập trung chạy nha. Về đích rồi mình review sau nha. Đó thì hai bạn nếu mà xem được cái video này thì cũng thông cảm mình nha. Và đừng quên là like video ủng hộ giúp mình nha. Nói chung là mình quay lại để mình xem thứ là mấy anh em đã mất tiêu rồi, với lại định cà khịa, nhưng mà cà khịa thì nó đã chết rồi. What? Đâu rồi? Ủa, mình đang ở đâu ạ? Trời ơi, bạn vượt qua mình rồi kìa. Ủa chưa? Nói chung là mình vừa nói thì lại bị bạn qua mặt rồi. Nói chung là thôi, bạn qua mặt thì cũng ok, không có vấn đề gì. Giao lưu mình sẽ cố gắng vượt lên thôi, vượt lên chính mình thôi. Hello bạn. Vượt lên chính mình à, mèo vô. Vào đây thì chạy nó dễ dàng hơn rồi, còn 44 km nữa thôi. Ủa bạn mất tiêu rồi. Tuy nhiên là chạy cái kiểu gì mình không biết. Chưa thấy ai về anh em ơi. Chưa thấy ai về nha. Thì mình sẽ cố gắng mình về trước nha. Exit right. Đây sao nó lát quá anh em ơi. Từ ham lại. Rồi. Trời ơi. Cuộc đua mấy người này mới nói là nó cực khổ quá trời anh em ha. Thì bông cua chỗ này là tới rồi anh em. Turn left. Nói chung cũng khá là vui anh em. Đâu rồi, mấy bạn đã mất tiêu rồi. Kia khá là vui luôn. Thì bạn về tới kia thì không ngờ là đó, không ngờ là anh em chạy bị vướng nhiều cái như vậy. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình nha, và đừng quên like video và nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để đăng ký theo dõi những video tiếp theo. Bằng đâu? Ok, bằng đâu chết đó. Ok, để cho xe nó lên cái